Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt nạt Nga, đế chế Ottoman đã từng chịu kết quả thảm ra sao? Tổng thống Zelensky tiết lộ chiến dịch làm sai lệch thông tin, châm ngòi đảo chính ở Ukraine. Mặt trận khơ sân nóng rực lửa sau khi Ukraine đưa quân vượt sông Dnipro. Đế chế Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tồn tại được 623 năm, từng đánh bại những đối thủ xương sỏ như đế chế La Mã, nhưng đến khi tranh đấu với Nga thì bắt đầu xuống dốc không phanh. Đế chế Ottoman hình thành ở vùng đất ngày nay gọi là Anatolia do một thủ lĩnh bộ tộc Kaji tên là Osman thành lập vào cuối thế kỷ 13. Đế chế Ottoman trỗi dậy ở thời kỳ mà hai đế chế hùng mạnh nhất thời bấy giờ là đế chế La Mã và đế chế Byzantine, Đông La Mã đều đã suy yếu vì chiến tranh liên miên. Đến giữa thế kỷ 14, đế chế Ottoman tiến sâu về phía Tây, kiểm soát vùng Ban Căng. Một trăm năm sau, đế chế Ottoman góp công lật đổ đế chế La Mã và đến thế kỷ 17, đế chế Ottoman đã kiểm soát một khu vực rộng lớn trải dài từ Tây Á, Đông Nam và Trung Châu Âu, phía Bắc và Đông Bắc Phi, vùng Caucasus. Ở thời kỳ đỉnh cao, đế chế Ottoman kiểm soát hơn 5,6 triệu km vuông diện tích lãnh thổ với dân số là 15 triệu người. Đế chế Ottoman luôn được biết đến là một trong những đế chế lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Điều duy nhất mà đế chế này không làm được là cạnh tranh quyền lực với đế quốc Nga mối quan hệ kinh địch nga ottoman thổ nhĩ kỳ hình thành từ thế kỷ 16. đó là khi đế quốc nga trỗi dậy mạnh mẽ vươn tầm ảnh hưởng đến đông âu và bắc âu sao hoàng nga coi mình là người bảo vệ của cộng đồng cơ đốc giáo ở phương đông sau khi thành constantinople istanbul ngày nay thất thủ năm 1453 dưới tay đế chế ottoman của người thổ Đế chế Ottoman sau này lấy Constantinople làm thủ đô và trở thành cái gai trong mắt Nga. Căng thẳng Nga Ottoman lên đến đỉnh điểm khi đế chế tiếp tục mở rộng sâu vào lãnh thổ Trung Đông và vùng Ban Căng, khu vực sinh sống của người Slav theo chính thống giáo được Nga bảo vệ. Từ năm 1568 đến năm 1878, đế chế Ottoman của người thủ đã tiến hành 12 cuộc chiến tranh với đế quốc Nga nhằm mở rộng lãnh thổ về phía Biển Đen và khu vực Caucasus. Trong các cuộc chiến này, Nga giành chiến thắng 8 lần, còn người thủ chỉ chiến thắng 4 lần. Các trận chiến liên miên và phần lớn thua cuộc, người thủ đã khiến đế chế Ottoman suy yếu. Các sultan, vua vào lúc này thường chỉ vui thú hưởng lạc trong hậu cung. Đến khi các đối thủ ở châu Âu và đế quốc Nga trỗi dậy mạnh mẽ thì các vị vua Ottoman vội vàng tiến hành cải cách nhưng đều đã muộn. Giai đoạn năm 1568, năm 1570, cuộc chiến đầu tiên giữa đế chế Ottoman và đế quốc Nga nổ ra vì vua Ottoman có kế hoạch xây dựng một kênh đào đi qua vùng đất mà Sa Hoàng Nga là Ivan Bạo Chúa chiếm được. Người thổ khi đó chưa quá lo ngại Nga nên chỉ đem đến vùng ban căng một đội quân nhỏ và công binh. Cuộc chiến kết thúc khi quân đội Ottoman vừa bị chết cóng, vừa phải đối đầu với đội quân thiện chiến đến từ phương Đông. Đến năm 1967, Đế chế Ottoman lại gây chiến với Nga ở vùng đất ngày nay là Ukraina. Người thổ muốn tiếp tục mở rộng lãnh thổ vào sâu trong lãnh địa của người Slav bằng cách sử dụng chính những người Slav ở Crimea để phục vụ chiến tranh với đế quốc Nga. Cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiêng về Nga, dù lãnh thổ của hai phe không thay đổi. Năm 1686, tình hình trở nên khó khăn khi các quốc gia ở châu Âu, Liên minh Ba Lan, Lithuania ngả với Nga để đẩy lùi đế chế Ottoman khỏi Hungary, Ba Lan và vùng Ban Căng. Trong khi người thổ chịu tổn thất nặng nề, Đế quốc Nga gần như không tốn binh lực vì để các đồng minh phương Tây gánh hầu hết phần việc. Năm 1710, vua Thụy Điển Charles 7 bại trận ở Nga và rút chạy về thành trì của người thổ ở vùng đất ngày nay là Moldova. Quân Nga do Sa hoàng Peter Đại đế dẫn đầu yêu cầu người thổ giao nộp Charles 7, nhưng quân Ottoman phản ứng bằng cách tràn ra tấn công, khiến quân Nga thiệt hại nặng. Thừa thắng xông lên, Đế chế Ottoman chiếm lại vùng Ajot bị mất và khiến Nga phải cam kết không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Liên minh Ba Lan-Lithuania là đồng minh của Ottoman ở thời điểm đó. Trận đánh bắt đầu sự xuống dốc của Đế chế Ottoman chính là cuộc chiến với Nga giai đoạn năm 1768-1774. Người Thổ được đánh giá trên cơ trong cuộc chiến này bởi Đế quốc Nga có phần suy yếu và bị vấn đề nổi loạn ở Ba Lan chi phối. Hải quân Ottoman ở biển Đen khi đó chiếm trọn sức mạnh trên biển trong khi bộ binh là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất lúc bấy giờ. Nhưng kết quả cuộc chiến hoàn toàn bất ngờ. Người Nga đánh bại đế chế Ottoman dù Anh, Pháp và Áo cố gắng can thiệp bằng ngoại giao. Quân Nga tiếp tục nhấn chìm hạm đội Ottoman ở địa Trung Hải, Caucasus và Crimea. 13 năm sau, người thổ lên tiếng yêu cầu đế quốc Nga trả lại Crimea và các cảng biển quan trọng ở Biển Đen. Đáp lại, Nga liên minh với Áo đánh sâu vào trong lãnh thổ Ottoman, thậm chí còn đến ngay trước thành trì Istanbul. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi đế chế Ottoman ký hiệp ước công nhận chủ quyền của người Nga với Crimea và vùng đất ngày nay là Ukraine. Trong cuộc chiến tranh Crimea năm 1853-1856, đế chế Ottoman giành chiến thắng cuối cùng trước đối thủ truyền kiếp là Nga. Ottoman khi đó yếu đến mức cần có Pháp, Anh nhảy vào can thiệp vì mâu thuẫn trong việc phân chia quyền lực ở vùng đất của người thủ. Chiến thắng này không giúp đế chế Ottoman giành được thêm bất cứ vùng đất nào, trong khi đế quốc Nga bị phong tỏa ở Biển Đen ngày 29 tháng 10 năm 1914, đế chế Ottoman phát động cuộc chiến với Nga ở bờ biển đen, sau này leo thang thành thế chiến thứ nhất. Anh và Pháp lúc này lại đổi phe, liên minh với Nga gây chiến với đế chế Ottoman. Đó là lúc các cường quốc hiện đại sâu xé lãnh thổ Ottoman. Theo Hiệp ước năm 1920, Pháp và Anh chiếm các vùng đất ở Trung Đông. Quân đồng minh tiến vào thủ đô Constantinople với lý do chấm dứt chiến tranh đế chế Ottoman lúc này chỉ còn kiểm soát một vùng đất nhỏ ở Anatolia. Đó là lúc những người Thổ Nhĩ Kỳ theo chủ nghĩa dân tộc đứng lên đấu tranh đòi độc lập. Năm 1922, đế chế Ottoman chính thức chấm dứt sự tồn tại, đặt nền móng cho nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tổng thống Zelensky nói rằng đang có một nỗ lực làm sai lệch thông tin nhằm gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Ukraine, tạo ra sự hỗn loạn ở nước này để lật đổ chính quyền. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky đã nói rằng thông tin mà tình báo Ukraine có được từ các đối tác cho thấy đang có một chiến dịch làm sai lệch thông tin nhằm châm ngòi cho cuộc đảo chính ở Ukraine. Chiến dịch này có tên là Maidan 3, tung ra những thông tin về cái gọi là sự bất hòa giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine nhằm kích động hỗn loạn và lật đổ Tổng thống Zelensky. Như một phần của chiến dịch này, vào tối ngày 7 tháng 11, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video mà trong đó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Chaluny, bị cáo buộc là đã gọi Tổng thống Ukraine Zelensky là kẻ phản bội và kêu gọi quân đội tiến về thủ đô Kiev. Tiếp theo đó, kênh Chuka Barcelona trên Telegram đã đăng tải đoạn video thứ hai. Trong đoạn video giả mạo này, đúng theo mạch, tướng Jaluni xuất hiện và nói rằng những gì truyền thông dán mác cho ông là defect, là tuyên truyền của Nga. Ông Zelensky đang lo ngại có một cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông kiểu Maidan đang được ủ mưu ở Ukraine và theo ông Zelensky, Nga đứng sau những kế hoạch này. Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố gây thiệt hại đáng kể cho đối phương sau khi Moscow xác nhận lực lượng của Ukraine đã vượt sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine cho biết đã thực hiện thành công các hoạt động quân sự ở bờ đông tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành thành công rất nhiều hoạt động quân sự ở tả ngạn sông Dnipro dọc chiến tuyến Kherson. Lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine thông báo trên mạng xã hội. Thông báo cho biết thêm, với sự hợp tác của các đơn vị khác, chúng tôi đã giành được chỗ đứng ở một số đầu cầu. Sông Dnipro được coi là ranh giới ngăn chiến tuyến giữa Nga và Ukraine sau khi Nga rút khỏi bờ Tây sang bờ phía Đông vào hồi cuối năm ngoái. Kể từ đó đến nay, Kiev nhiều lần tìm cách đưa lực lượng vượt sông, đột kích vào các vị trí do Moscow kiểm soát. Chỉ đến đầu tuần này, Nga mới xác nhận một nhóm nhỏ, khoảng 1,5 đại đội của Ukraine đã vượt sông thành công và đổ bộ vào bờ Đông. Tuy nhiên, ông Vladimir Sando, lãnh đạo Kherson do chính quyền Nga bổ nhiệm cho biết, Kiev đang phải chịu tổn thất nặng nề theo ông Sando, lực lượng Ukraine đang tác chiến theo các nhóm nhỏ ở khu vực từ cầu đường sắt Antonovsky tới làng Karinki, cách đó khoảng 20 km. Hỏa ngục đã chờ sẵn họ, gồm bom, rocket, hệ thống hỏa lực hạng nặng, đạn pháo và thiết bị bay không người lái, ông Sando nói. Hãng tin TASS dẫn lời một người phát ngôn của cơ quan cứu trợ khẩn cấp ở Kherson cho hay, phía Nga đã phá hủy 5 tàu quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục binh sĩ Ukraine ở khu vực Kherson trong vòng 24 giờ qua. Các đơn vị tác chiến Dnipro đã gây tổn thất nặng nề cho đối phương ở Kherson, phá hủy 5 tàu quân sự, loại bỏ lực lượng Ukraine đóng gần Karinki, Alexei và khu vực cầu đường sắt, người phát ngôn cho biết. Ngoài ra, lực lượng Nga còn phá hủy một khẩu súng cối 120mm và kíp vận hành của Ukraine ở khu vực này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày hôm nay cho biết các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở Kherson. Một trong những mục tiêu chính của việc vượt sông là đẩy lực lượng của đối phương càng xa hữu ngạn Dnipro càng tốt, để khu vực do Nga kiểm soát nằm ở ngoài tầm hoạt động của pháo kích Nga. Bộ trên cho hay, giới quan sát nhận định vượt sông Dnipro thành công có thể coi là một trong những bước tiến đáng kể nhất của Ukraine trong chiến dịch phản công kéo dài hơn 5 tháng qua. Theo một số chuyên gia, từ đây, Ukraine có thể mở ra một hướng phản công mới, tiến về bán đảo Crimea, khu vực sát nhập vào Nga năm 2014. Tuy nhiên, một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về điều này. Họ cho rằng Ukraine khó có thể triển khai lực lượng thiết giáp quy mô lớn để tiếp nối hoạt động tiến công trong làn mưa hỏa lực của Nga. Ukraine vượt qua Dnipr và kiểm soát Karinki được xem là thành tiệu của Kiev. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể giữ vững được đa tiến này hay không? Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!